Chương trình Món Ngon Mỗi Tuần xin được kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi rất hạnh phúc khi được làm cầu nối giới thiệu cùng với quý vị những món ngon để chúng ta cùng nhau quây quần với người thân và gia đình vào những dịp cuối tuần để cùng thực hiện những món ăn cho gia đình mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phương Khánh sẽ cùng giới thiệu đến quý vị một thức uống vô cùng hấp dẫn và các bước thực hiện rất đơn giản. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta sẽ cùng thực hiện thức uống ngày hôm nay thì Phương Khánh sẽ được giới thiệu người bạn sẽ cùng đồng hành với Phương Khánh và cùng hướng dẫn cho quý vị. Xin được giới thiệu chị Bích Thủy ạ. Chào Phương Khánh và chào quý vị khán giả của đài chương trình Nhìn Tây Bình Mạng. Và chị Thủy ơi, bản thân của Phương Khánh thì rất thích uống những thức uống mà được làm từ trái cây. Và không biết là xu hướng năm nay của mình là với những thức uống nào mà có thể đảm bảo là chúng ta vừa đẹp da nè, và đặc biệt đối với những chị em phụ nữ thì chúng ta có thể giữ gìn được vóc dáng của mình mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Chị Thủy có thể giới thiệu cùng với quý vị được không? Phương Khánh biết không, năm nay năm 2018 thì cái xu hướng cho giới trẻ và đang thực hành nhất đó là về trà và kết hợp với lại tất cả các loại trái cây. Thì ngày hôm nay Thủy sẽ hướng dẫn cho Phương Khánh cũng như các quý vị xem đài một cái món trà trái cây liên quan đến cái loại trái cây rất là đặc biệt, đó là trà thanh long đỏ. Một sự kết hợp giữa trà và trái cây chắc chắn là sẽ không làm cho quý vị bị ngán đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện chị nha. Rồi. Để làm cái món trà thanh long thục đỏ này thì Thủy xin giới thiệu với quý vị những cái nguyên liệu mình đi kèm ạ. Thứ nhất, trà trái cây thì mình không thể nào mình quên được cái nguyên liệu, đó là phần trà. Thì ở đây mình sẽ sử dụng đó là trà túi lọc. Và trà túi lọc này đó là trà bá tước, nó sẽ có cái hương vị rất là nhẹ và dễ uống cho phụ nữ hay là tất cả các đối tượng. Thứ hai, nguyên liệu mình đi kèm đó là cái phần thanh long thục đỏ. Thì thanh long thục đỏ ở đây đang chia làm hai loại, đó là một cái loại để mình chung với lại cái hỗn hợp khi mình đắp lên, và một cái loại thứ hai để mình trang trí, cho nên mình sẽ một phần là mình cắt hạt lựu và một phần là mình sẽ bo cái phần viên như thế này. Thứ ba là nguyên liệu đi kèm để tạo thêm cái vị ngọt, đó là cái phần siro đường. Và một cái nguyên liệu không thể thiếu để tạo nên mùi vị đặc biệt cũng như là giúp cho cái món nó ngon hơn, thơm hơn, đó là siro hoa hồng từ Rich. Vậy thì chị Thủy lúc nãy mà chị Thủy giới thiệu những cái nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị á, thì hình như Phú Khánh phát hiện là chị Thủy không có giới thiệu cái ly nước này. Vậy thì không biết ly nước này là gì hả chị? Phú Khánh biết không, cái ly này là cái ly nước trà mà Thủy đã chuẩn bị sẵn. Thì vì Thủy không giới thiệu là chắc chắn là Phú Khánh sẽ hỏi, và Thủy cũng muốn nhấn mạnh để cái cách làm sao để mình có được cái ly nước trà này đến quý vị khán giả. Tại vì cái món này khá đơn giản nhưng mà nó cũng quan trọng ở chỗ đó là cái phần pha trà. Đúng rồi, vậy thì chị Thủy có thể hướng dẫn cho quý vị là làm sao chúng ta có thể pha được một ly nước trà mà đúng chất lượng như thế này ạ? Dạ rồi, bây giờ mình sẽ cùng làm cái phần trà này ha Phú Khánh. Với cái phần trà này thì Thủy đang sử dụng đó là cái phần trà Array. Thì ở đây mình đang sử dụng đó là phần trà túi lọc. Vì với mỗi một ly như thế này, để pha được một ly này thì mình sẽ pha được 2 ly thức uống cho gia đình, tức là cho mẹ mình hoặc là cho ba mình để cùng uống. Thì đây Thủy sẽ lấy 2 gói và Thủy sẽ pha với lại khoảng 250ml nước sôi. 2 gói và 250ml nước sôi. Đúng rồi. Dạ. Ở đây thì mình sẽ hãm trà, mình sẽ nhúng cái phần trà này trong nước khoảng từ 3 đến 5 phút và mình sẽ lọc lại thì nó sẽ ra được một cái ly nước trà như thế này Phương Khánh ạ. Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện món này chị ha. Rồi. Thì sau khoảng thời gian 3 đến 5 phút và mình sẽ có được một cái phần nước trà này. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Với cái món này thì mình cũng không cần phải xay, mà mình sẽ quay ngược lại với một cái thao tác rất là đơn giản, đó là mình dùng cái bình lắc như thế này. Ở đây thì thứ nhất, Phú Khánh sẽ cho cái phần nước trà. Thì với mỗi một ly này, Phú Khánh sẽ sử dụng khoảng là 90ml nước trà. Với cái phần nước trà này thì hồi nãy mình thấy là mình pha, mình sẽ không có cho cái phần đường gì hết, và mình sẽ sử dụng thêm đó là cái phần nước đường. Thì để tạo vị ngọt cho cái phần trà nó sẽ không có bị chát nhiều, thì ở đây mình sẽ cho khoảng là 10ml nước đường. Và trong cái phần trà này thì nó sẽ có cái vị ngọt nhẹ nhẹ, nhưng mà để có thêm một cái mùi vị đặc biệt của cái món thì mình sẽ sử dụng cái syrup hoa hồng này. Thì với mỗi một ly mình sẽ sử dụng là 20ml. Thấy
Và ở đây mình sẽ cho cái phần đá vào. Đá đầy cái luôn hay sao? Đúng rồi, mình sẽ cho đá đầy. Bởi vì cái bình lắc này là cái bình lắc dành cho một ly thức uống. Cho nên mình sẽ cho cái phần đá vào. Thì không biết là có thấm cái để ý là mình còn thiếu một cái nguyên liệu nào cho vào trong cái này không ạ? Mình sẽ thăng nghĩ là ngày hôm nay cái trái cây chính của chúng ta là thanh long. Thì nãy giờ chị Thủy chưa có thanh long đâu. Dạ đúng rồi. Thì lúc nãy thì có đầu mình có giới thiệu về cái phần nguyên liệu là cái phần thanh long đỏ này. Thì ở đây Thủy sẽ cho cái phần thanh long mà các hạt lựu để khi mình lắc cái hỗn hợp lên thì chính cái phần thanh long này nó sẽ tạo cái màu hồng rất là đẹp cho cái món uống của mình. Thì mình sẽ cho lên trên mặt. Lý do mình không có cho thanh long ở bên dưới là tại vì nếu như mình cho ở bên dưới á, thì cái hỗn hợp của mình khi mình lắc cái thanh long nó sẽ bị nhừ ra, thì nó sẽ làm cho cái hỗn hợp của mình nó không có được đẹp, nó không có được bắt mắt. Cho nên mình cho lên trên thì cái phần khi mình lắc á, nó sẽ đảo đều nhưng mà nó không làm bị nát cái trái cây tươi của mình. Mình sẽ lại lắp, bây giờ mình sẽ lắp cái hỗn hợp. Rồi, sau khi mình lắp thì Phú Khánh thấy là cái hỗn hợp của mình nó sẽ lạnh lên là được. Mình sẽ không lắp quá nhiều, tại vì mình lắp nhiều đó thì cái thanh long nó sẽ bị vỡ đi, nó sẽ không còn ngon nữa. Và bây giờ mình sẽ đổ cái hỗn hợp này ra. Thì Phú Khánh sẽ quan sát cái màu. Sau khi mình lắc như thế này thì Phú Khánh sẽ mở cái nắp nhỏ ra và mình sẽ đổ cái hỗn hợp nước vô trước, thì sau đó mình sẽ làm tới cái thao tác tiếp theo. Thì Phú Khánh thấy cái màu đỏ hồng của thanh long và kết hợp với rất lại là cái đẹp màu luôn. Trà khi mình lắc xong mình cho nước trà vào thì giờ mình sẽ mở cái phần nắp lớn này ra. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đá là đá ở trong này luôn đúng không chị? Đúng rồi, mình sẽ sử dụng đá trong này luôn. Và ở đây nó sẽ có một vài cái thanh long mà khi nãy mình cho vào để mình lắp cùng thì mình có thể cho vào. Và thanh long ở đây nó cũng không có bị nát, lý do là mình cho lên trên cùng. Và quý vị nhớ là chúng ta đừng cho thanh long xuống phía dưới mà chúng ta hãy cho thanh long phía trên để tránh cho thanh long bị nát nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ sau khi mình cho vào và cái hỗn hợp ở cái ly của mình nó sẽ hơi bị lưng một chút xíu thì bây giờ mình sẽ cho thêm một chút xíu đá vào. Rồi, cái ly của mình hầu như đã hoàn tất và để cho cái món của mình đẹp hơn thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình trang trí. Thì đây là cái phần trái cây về thanh long thì mình cũng chuẩn bị luôn cả cái phần thanh long mà mình viên như thế này để mình trang trí lên trên thức uống. Thì với mỗi một ly này mình cho khoảng chừng 2 đến 3 viên. Rồi. Bây giờ để tạo thêm một cái điểm nhấn thì ở đây mình sẽ cho thêm một chút xíu cái lá để mình trang trí thì nhìn cái ly của mình nó sẽ bắt mắt và đẹp hơn. Và chị Thủy nè, với cái món trà thanh long vô cùng đẹp mắt như thế này thì không biết là nó sẽ mang đến tác dụng gì cho mọi người ạ? Cảm ơn câu hỏi của Phú Khánh. Và Thủy cũng muốn gửi một cái thông điệp từ cái món trà thanh long thuộc đỏ này đến quý vị xem đài, tức là với trái cây thì nó sẽ có những loại trái cây rất là mát, có những loại trái cây rất là nóng. Riêng với lại thanh long đỏ này thì nó rất là mát, rất là tốt cho sức khỏe, và kết hợp với cái loại trà này thì nó sẽ làm cho cái da dẻ mình nó sẽ hồng hào. Và một cái nữa là nó sẽ kháng được cái phần axit và bảo vệ da mình rất là tốt. Đối với phụ nữ thì khi mình uống này vào thì cái da mặt mình sẽ hồng hào, không cần phải mình tính hóa hồng nữa. Vậy là chắc chắn là Phú Khánh chắc là sẽ phải uống thường xuyên cái món này để giúp cho làn da tươi trẻ cũng như là vóc dáng hoàn hảo hơn. Quý vị, chúng ta khi vào những ngày nghỉ cuối tuần có thời gian rảnh thì chúng ta hãy thực hiện thức uống này để cùng quây quần với người thân và gia đình quý vị nhé. Để đáp lại cái những cái lời nói, những cái lời chia sẻ của Phú Khánh dành cho quý vị thì ưu tiên cho Phú Khánh ngày hôm nay là Phú Khánh sẽ thử và Phú Khánh cảm nhận và chia sẻ cho quý khán giả biết được là cái vị và cái độ ngọt của cái thức uống này như thế nào ạ. Đây em sẽ mời Phú Khánh ạ. Hồi hộp quá, thấy màu sắc vô cùng là rất là hấp dẫn. Xin phép chị nha. Thưa quý vị, không chỉ màu sắc rất là bắt mắt, thực hiện vô cùng đơn giản, nhưng hương vị
rất là đậm đà, vị ngọt của thanh long cùng với vị trà hòa quyện vào nhau tạo nên một cái uống có thể giải nhiệt mùa hè. Và quý vị hãy cùng với chúng tôi thực hiện món trà thanh long quý vị nhé. Kính thưa quý vị, chương trình Món Ngon Mỗi Tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây xin phép được tạm dừng. Mọi chi tiết liên hệ chương trình Món Ngon Mỗi Tuần, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, số 322 đường 30 tháng 4, phường 3, thành phố Tây Ninh. Còn bây giờ, Phú Khánh và Bích Thủy xin kính chào tạm biệt.